Giáp đây nè. Ủa, em giúp ba làm cái Ôi gì? trời ơi. Ôi trời ơi. Lên đứng giáp đi em ơi. Nâng giáp đi nha. Dạ. Ra đây nâng nè. Nào quay chỗ nào quay. Gì anh? Đó, gì anh nhìn tay phải. Nhìn anh và nhìn tay phải là thấy. Đây này. Qua khu dân Đi khu dân cư đi. Không hợp phong thủy hả mèo? Mấy trận rồi ha. nãy giờ chị mèo có phim không? Thì anh đi coi phim sau. Hello Katem, hello. Hello mấy anh em nha, anh em mới xem thì cho một like nha. Đi số 3 rồi. À. Quá vui anh qua bên YouTube anh quay. Cái đổi qua cho Nắm nó có dữ liệu ngày á mà. này anh nắm anh Đang nè. anh nắm hai nè. À Anh xem thì cho một like đi, ai chia sẻ được thì chia sẻ, không chia sẻ được thì thôi cho một like đi cho anh biết là anh em đã có mặt nha. Đặt nào bán cũng được, quan trọng là mid ok mà chơi, ok mà chơi mà im im mà anh không có thích đâu. Chơi im reo rồi buồn phí mồ. Chứ thằng Bi đó, không lẽ anh cho thằng Bi nó bắn miết, thằng Bi nó bắn không hay nhưng mà nó được cái miệng nó nói vui, không lẽ anh cho nó bắn miết. Bây giờ slot cho tụi em chơi với Ska nè. Bắn nói kiểu cỡ như Bi ấy, thì ai chả thích bắn nói chuyện vậy nó vui. Ở đây chưa lướt đâu nè. Ờ, xin lút. À lướt rồi là em nói nhầm. Có Ska đó. Lướt rồi nhanh mà bê. À, À, bê, 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 bê. Bạn nhắm 4 này này. Nhắm 4 này nhắm 4 này. Ska nè, Ska trong nhà nữa nè. Nó kêu là Nhắm 4. p. Nhắm Cái 4 thằng này. cha nói về nó, ơ con kêu ai là p vậy? À, đi chơi ở gần đâu Nhắm 4 đâu. nè. Con sẽ ca lên quên. Là em xem sẽ 4 anh. Không, anh bắn AW mà. Ai nghĩ sao không Ca nói trong nhà mà em. Cái núi xuống em ơi. Giữa cáp Ok treo em ơi, ok giữa cáp treo nhìn mắt phải em ơi. Chưa trụ điện, giữa cáp treo nhìn mắt phải trụ điện có một. phải ok em thấy rồi. Chắc nó chạy lên rồi quá. À lấy 4 không? Này lấy em chấm rồi nha. Nhìn cáp treo á, tay phải á, có một đứa á, mà nó chạy đâu rồi á. Nó chạy này cởi đi Nó thấy tụi mình, nó đang xuống á, xong nó thấy tụi mình cái nó né ra, nó né lên lại á. Thì tụi mình đi lên cũng căng nhờ. đâu anh. Lên núi đó chứ đi đâu. Đi qua trái xíu lên núi nè, chứ nãy có thằng bên tay phải nó xuống mà nó lên lại mà. Chỗ tên mình có hết luôn hả giàu ấy. Ok anh thấy rồi em ơi. Chừng nhà đá nha. Đá nguy hiểm. Ô, còn 32 người á. Ơ. Anh nói em mới để ý đấy. Ôi trời ơi. Từ từ thôi, từ từ thôi đi, từ từ thôi đi, từ từ thôi, kẹp bo là cũng bắn không nổi đâu. Nãy giờ em thấy mấy đứa dân núp không anh? Họ em thấy quá trời luôn. Mấy đứa mới tập Từ chơi. từ 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 anh ăn cái W này cái đã, chờ chờ anh cái. Ăn ai lúc liệu anh. Rồi rồi rồi, cái thính gần nữa nè. Có gì anh thính có gì anh. MB MB. Ê. Ê. Ở bên chỗ cái nhà á. Mấy đó đó. Bắn liệu anh ơi, là bắn Ở pháo đây liệu nó đấy. bắn thử á. Vào trong nhà, tầng sân nhà đi, là bắn liệu đấy.
Công nhà L đi, lên nhà L em ơi. Đừng có đứng một chỗ, một đứa đứng một bên cũng được. Đấy. Ê, nó ở kia Huy. Nhà L, nhà L. Nó không chạy à, nó không chạy à. Ủa. Cover đi, số 3 đi, cover. Nó chạy ra ngoài đi. Để cover, chạy ra ngoài đi cover. Ê, thằng này có. Nó chạy luôn rồi. Tên mình, ủa. Yếu rồi, bùm kêu đang yếu rồi. Trong chỗ anh này, nó đang cứu chỗ anh này em ơi. Chỗ anh đang cứu nè em ơi. Ủa khoan khoan, ủa anh bị sao, anh bị chết pha đó vậy em? Vắng không lụ anh. Vắng không lụ ấy, em thấy mà. Ủa, anh ra ngoài, chạy anh leo vô cửa sổ hả? Phải nôi ạ. Ủa số 3 gốc ke cái cục thính thì không ke, chạy đi đâu vậy? Đây. Đứng cua từ xa đi, chứ ba không sao đâu. Nó công nó đi à. Rồi. Phải em ơi, phải không ơi, phải không ơi, phải không ơi. Nó đậu con kêu á. Mà anh lên nhà gà ơi. Giờ phải lên nhà gà, cái này không là bị kẹp liền. Rồi 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 rồi, W ơi, W chạy 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 vô nhà gỗ, W ơi, vô nhà gỗ. Vô nhà gỗ nhanh em ơi, chết, vô nhà gỗ chết em ơi, chạy vô nhà gỗ đi. Tụi nó rút xuống hết dưới rồi, chạy vô nhà gỗ. Rồi 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 rồi, lấy phải qua nhà đá, lấy phải qua nhà đá nhanh, lấy phải qua nhà đá em. Đúng rồi, trời ơi kẹp nhiều lắm, động lắm. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, ngồi bình tĩnh, bình tĩnh, nó tới là ăn nó nè. Rồi 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 rồi, thua chết rồi. Đông lắm anh ạ, bên đây có người này. Ôi ơi, đông lắm, tại vì cái bo đông quá mà. Nó đông quá, nó đông quá. Ờ. Nó chưa phóng lộ nha anh. À, đua, tụi nó đang đua top quân đoàn. À, vậy hả, anh bó tay. Đua top quân đoàn. Thằng kia nó nói, không biết. Không quan, không. Đua top quân đoàn của YouTube lên thì bên cậu quá anh. Vì biết sao còn 20 người không ăn, do tụi nó đua tóc quân đoàn. À, kệ tụi nó. Khói lên, 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 lên nha, lên, lên nha. Ok, ok. Tiếp mày nặng á. Tiếp mày nặng, nó nói dưới á. Thôi, nó quăng bầm mít hết, nó quăng bầm mít hết, không chống được. Ba đứa lận, ba đứa lận. Nó lên, nó nhìn ra không thấy ai là đi xuống à. Tay tay rồi. Hello, biệt nha. Cái này chạy bo cũng khó nha. Có chế con kèo khó. Bo, bo kìa. Bo đi xuống hả? Bo đi xuống ở đây nè. Ngay chỗ con kèo anh đều đá. Đi xuống. Hai, hai, chấm ấy. Nó bắn ra bên đó em ơi, chạy em ơi. Chạy ngược lại em ơi. Nhau ơi. Đúng rồi, đi hướng đó. Chính xác, lấy trái. Mà. Chạy đi. Thế thôi. Anh lẩm ơn ơi, xin nãy anh lẩm ơn Huy rồi. Em nghĩ nó xuống rồi. Đông lắm, đông lắm, đông lắm, đông lắm, đông lắm, đông lắm hả? Còn nửa map mà, nửa nửa cái bắn nửa ấy là còn lượng người nửa người ở đây mà. Đó dưới cũng bắn mà. Ở dưới kìa. Vét máng hả? Xuống không ta? Kìa kìa. Anh chạy em bắn luôn, đông lắm. Khịa cho nó khỏi lên luôn em, khịa nó đi em, cho nó chạy về thẳng luôn em. Đấy. Rồi rồi, được rồi, vô 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 vô. Rồi rồi, rút vô, đấy. Cho nó không dám lên đây thôi em, cho nó chạy ba mé dưới thôi. Máu kìa. Rồi là không xuống này. Mấy em sẽ trên đồi không xuống. Cam trên đồi đi, gọi mấy thằng dưới đi. Em không có đạn chặt đinh, nó ít đạn hết. Đỉnh khó. Aha, bạn này đứng ngoài bo bắn à. Đỉnh mà anh đuôi. Thôi. Ồ, ồ, ồ.
Vô em ơi. Khó văn quá. Ôi trời ơi, con ơi, con nha. Này. Trời ơi, cái ép được một mạng sâu rồi. Con. Kìa, ra lút kìa. Bo đúng kìa. Bo. Mày vô bo đi. Ờ, vô bo hả? Hai đứa nè. Đi ngược bắn chẳng. Nhá, mình bay đây. Đùa tí thôi, làm gì bay. Rồi chứ? Quay ngược lại chơi tụi nó. Quay ngược lại hướng của tụi nó á. Đó, đó, cái hai cái thằng hồi nãy á. Cái đường này vô bo của nó nè. Nó không đúng. Chẳng chết bấm keo em mong đi em. Không cần hả? Không cần hả? Kìa nó chạy kìa. Có trái ở đây nè. Thì nó đi em, cho nó rớt đi em. Đó đó đó. Xong mong kìa. Đấy. Chưa, rồi. Thế này. Chết em rồi, chết em rồi. Ba thằng mà. Đông quá, đông ghê. Thằng kia nó bắn một viên người nó lại đi luôn rồi anh. Đông ghê luôn á. Méo đâu. Ủa nó mới cập nhật hay sao mà kết quả trận đấu sẽ được tính toán sau cái phòng chờ vậy ta? Tìm cọt nha, ai bắn thì vào nha. Luôn nha, từ từ đem kiểu như mình hết á, mà. Ai có mít, ai có mít. Nói. Ai có mít thì mấy bạn ơi. Mà không ai nghe hết. Ai có mít vậy? Ai không có mít vậy? Em có mít mà em có mít. Em là đứa nào? Em là Trung nè. Thì đọc tên trong Free Fire. Free Fire là ai? Em là Trung nè. Free Fire là ai? Lại đi em ơi, bạn Free Fire vào lại đi em ơi. Bạn KT em kia mít ồn quá nha. Ờ, bay nè. Bạn Free Fire vào lại đi em ơi. Free Fire ơi, bạn Free Fire ai vào lại đi em ơi, ai bắn thì vào lại nha. Bạn KT mít ồn quá em ơi, KT mít ồn quá. Bạn khác, bạn KT mít ồn quá. Một slot nữa em ơi. Một slot nữa nha. Né TV ra, Bi ơi. Bi ơi, né TV ra, Bi ơi. Rồi đi né rồi. Em ơi, tứ xíu nữa rồi anh mời bắn tiếp em ơi. Giờ đến slot cho bạn khác, còn bạn nào vào nữa không? Rồi 30 giây nữa nha, không ai vào nữa thì vào nha. Mất nick phần đi rồi. Ai bắn nữa không thì vào nha. Xem thì cho anh một like nha mọi người. Anh thấy mọi người xem cũng nhiều mà nãy giờ cho anh không có ai cho like hết. Bắn thì cho em bắn cho anh rồi. Tôi với không ai bắn, gửi cho em bắn anh ơi. Anh em xem thì cho một like nha. Thấy anh em xem mà không cho like hết. Chả biết ai cho like nữa. Cái hôm sau quay đây chỉ bắn với fan cứng ở bên Facebook thôi. Để đúng. Em qua YouTube để cho like anh ơi.
cho lại nè. Con ăn được, con ăn được 4 like nè. Em like được là 5 like. Đông nha, thành phố nha, đông lắm á. Thằng đi chơi với thằng nhảy thành phố. Phố không à? Đông lắm á. Đâu quỷ rồi anh? Bẻ sần á, anh định nè. Đâu quỷ đâu? Thằng nhảy kết. Đúng. Hai đứa thôi nè. Ừ. Hello. À, một tem anh ạ. À, mặt quỷ đây phải không? Mặt quỷ đây anh. Dạ. Thấy. Có lẩu không anh? Dín anh, dín anh. Mà chết thì cũng chơi mày. Có một tỷ. Tỷ nữa kìa, Bi không dám ở đây chơi đâu. Trời đi Bi ơi. Cứ nhập xuống kìa. Đâu hay gì anh ơi. Mi má giờ mi má. Gì trời. Cái mi văng luôn. Ai nhập bờ bê nhập. Anh nhập cái sập. Còn kìa boss ơi, còn một đứa nữa heo ơi. Nó yếu rồi. Vô Bi ơi. Nhảy lên Hùng ơi. Còn một em ơi. Rồi cứu anh em ơi, cứu anh nè, cứu anh nè. Cứu nhanh, anh có spot. Rồi em chạy lên lầu nha, em chạy lên lầu nha. Giết mày lấy một bê đi. Lên lầu nè anh. Đứa không rồi, có đứa không? Từ đang cứu không sao đâu. Kìa có đứa công dưới nha anh. Nó quăng bom rồi. Chuyện em ơi. Anh có MB đúng không anh? Không, anh không có đạn, không có đạn. Cho em ấy, cho nè, em. Nè, em lấy đi. Dục ra, đó, đó. Anh bắn spot, đó, có mấy viên thôi, đúng 5 viên đạn trong spot thôi nha. Hết rồi đó. Đi sát vô để anh lút cái thẻ tờ xăng cái. Anh ơi. Ơi. Anh lên cầu thang được em ơi. Anh còn 2 máu. Chết rồi. Một đứa định mình. Phải cứu. Có quá. Đông kinh khủng. Thôi, một đứa em đặt cái mình. Ơ. Lăn sàn đi ơi. Thiệt ra chích. Bi sao chị lẻ ra vậy Bi? Hả? Sợ hả? Sợ chết hả? Trời ơi, nó đâm luôn à. Mà sợ chết hả? Mọi người đi em công vô. Sợ chết hả? Nguyên một cái ra là nguyên cái vòng tròn ra đây là trong cái vòng tròn đó chết. Là đỏ là ý là sợ chết hả? Đúng rồi, trừ Bi sợ. Bi sợ nó bắn hết sọt mà thằng quỷ kia đấm hay thiệt luôn á. À sợ rất ranh hả? Cái mình chết luôn. Có sợ rất ranh không? Dạ không sợ. Bi sợ rất ranh hả? Không có, Bi không có sợ ranh. À Bi chơi cho vui thôi chứ không có gì đâu. Chơi để cho vui thôi. Mình bẻ sần được hình kia nè. Mặt quỷ này mặt đúng rồi, mình bẻ sần kia. Cái tên nó là như lia cho ta hay còn một đứa còn sống đúng không? Không, tính rồi. Mình hai nhỏ kia giết nó đấm lại đi. Những cô gái thật là vụng về. Tại sao chị là vụng về vậy? Lấy ăn đầu quỷ. Khủng long của tôi nè. Khủng long rồi. Ai có sừng mình bẻ hết đúng không anh nhỉ? À, tôi ghét mấy con mà có sừng lên.
Thế ăn nơi như là bắt gấu gì á, tôi đâu thích bắt gấu đâu. Nhìn nó cũng được lắm á. Mà cay. Có cái Ông sừng đó á. ông văn kinh lắm. Ông nợ đó chủ yếu là sọt kinh xấu duyên. Ghét ông lắm, chuyên gia nhảy. Nhảy cổng trời nhà ma. Ông đó có hai cái sừng anh luôn. Ông trời luôn. Em đâu sợ tụi căng đâu. Đến gì Em gặp chỉ lên lên hình nền thôi à. Nền cho đẹp. một tem bên trái nha anh nó ở dưới mình nó lộn nó trên mình liệu Chừng. chừng học ai em nhảy nha Trường học này. anh thi im dưới vậy Đây hai đây đây anh đây. căn nhà luôn hai căn nhà luôn kìa mấy con quỷ thằng nào bắn đi đâu đứng đi xa bắn đi thôi bắn tôi rồi ska ông thứ ba ơi ska ông thứ ba hai rồi gần 2 viên trên lầu bảo vệ đi chạy rồi đi ơi sao đi trời ơi khúc tầm mà bắn được luôn kìa mấy con quỷ bắn hay dễ sợ luôn á nó đâu đi nhà 2 lầu á trời ơi nhà 2 khúc lầu tầm rồi rồi đó mà còn bắn được kìa cứu được nè nhà 2 lầu á bên có một cây AK trời ơi, khúc tầm mà bắn hay gì luôn á nhưng mà như quỳ xuất hiện nhưng mà như quỳ gì á có thương hay viên không anh ơi có này thương hay viên không anh ơi Anh có sao cơn 2 viên mà. trời ơi nó bắn hay dễ sợ luôn á có đạn không anh có đạn không anh Có nhưng mà nó giáp vô súng rồi. em Em có tôi vừa đi em Nhà có anh anh có đứa 2 đứa nó đang cong nè. qua hơi chậm thứ ba qua hơi chậm hơi chậm đây ấy đây vô đây ok em lên đó đây đó 1 tỷ đứa bên đó hồng ơi yếu rồi, đi yếu rồi. Bỏ đi công bên này, chạy đi nuôi ơi. Bỏ đi nuôi ơi, bỏ đi. Rồi hai anh hai đi hai đứa đi. Rồi ba xuống anh lên cứu nè, lên cứu nè. Lê, Đi lên lên cứu lên em lên ơi. lên. Ba xuống rồi, số 4, ba ơi. Lên 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 từ từ. Lê rồi, lê rồi, lê rồi. Hello việc vụ Chơi nha. cái Ừ. Thế là Bi đã coi phim. Không có phải không? Tại vì đi xa quá Bi ơi. Thế mình gãy hoài vậy ta. Vậy thôi anh ơi cho em chơi một trận nữa nha. À. Ở kia âm thanh sao không có ai nhắn nhỉ? Anh có giảm thanh rồi. Chơi thêm một trận nữa đi chứ giờ bị gãy hoài kìa. Bị buồn lắm. Ai đứt nè anh? Rồi, bắn cái này đi. Ok. Để mà lấy ai đứt không? Rồi máu đi. Máu cho nó chết ăn. Vừa rồi da chăm sát kìa. Nãy em bắn yếu rồi sao nó bay xuống bay luôn cái anh đứa trận không có giáp hay gì anh ơi đứa trận không có giáp Ừ, là trường nó không dám. đi đâu anh ơi Cổng trời xong rồi hả? Giờ đi khâu quân sự em. ok Còn tên mà khâu quân sự á. trời cũng chơi liên nhanh thế nhỉ mà Bi đi sớm thế nhỉ mấy cái này dục đèn không trường đây chi ta Đèn nó rải ra chứ phải nó dục đâu. Đây đây. nghĩ không chờ không có ai lên đây Quân sự đừng bay sao mà. đi thế ok qua qua này Dư nhắm 4 nè. Ấy hồi nãy anh bỏ bỏ rồi cây Graia rồi. rồi em nhận rồi qua đó sợ nó quay nó đứng ở đó nó cam qua không không sợ luôn anh Ừ. để mình là sợ có thằng nào đó nó qua thoải mái đi ơi có đôi nhảy cám cạnh
một đứa nhảy cóc xuống dưới, anh bắn đi, bắn 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 bắn, nghe nó đập bông keo à? Thấy. Thôi hai đứa, hai đứa nhanh. Đó, tôi đi qua luôn anh ơi, đi qua anh ơi. Một tem nha. Không cứu được số 2 ơi, xe lỗi số 2 nha. Ở trên nó bắn. Đưa qua đó. Đưa qua anh giết rồi. Em móc vòng mày nhanh. Con kêu chết đúng không anh? Cúc cây em ơi, cúc cây. Bắn anh rồi, Đúng rồi. Trên đời hai đứa. Ok, thấy mà, thấy rồi. Nó kìa. Từ từ em ơi, yếu cũng vậy, từ từ. Hai đứa lộn nha. Cứ lộn nữa, đúng rồi. Công lên, em nói công lên. Nó bỏ á. Lê. Nha thứ ba. Nắm 4 ở dưới này em ơi. Nắm 4 anh. Nhắm 4. Ok, em có nhắm 4 rồi. Clear luôn. Lê. Để ra đa, đừng có bắn, đừng có phá ra đa chi. Anh rồi. Nó bắn phía dưới mà luôn. Anh thấy có con keo không? Có. Mấy trái. Nó kèo cái nó bắn luôn. Mấy trái. Hả? Ba. Trái mấy con. Trái một trái. Con trái hả nè. Trên này. Lên. Ok. Em hai lên lấy không? Có rồi. Em nhục. Thử tem mình dám thanh nhiều thế. Thợ không đau qua con sợ giết được tem anh nhờ. Thợ tem nó không có nồng ba ta. Nồng ba nè. Con sợ. Nè. Đây. Hello anh Huy nha. Hello baby. Em chưa có ăn ra đâu, em đi ăn cơm. Tại em cày sáng giờ mới được ăn á. Ghê vậy. Đồng ba anh. Không, anh bắn giảm thanh rồi mà. Mới gì nhắc, có đồng ba liền cơ. Đưa em đồng ba rồi. Thì em gắn rồi nè anh, dư đấy. Liệu hai đứa mình có thể lấy top 1 anh nhờ. Còn 15 tụi nữa. Nó leo ranh nhiều lắm á. Bot không hả? 15 đứa mà. Có xe kìa, lấy xe đi chơi nè. Ok, em chở ra. Em gặp anh Huy ơi. Ok em. Có ba anh Huy. Ba anh có like nữa không Huy? Hả? Ngày nào cũng like hết em. Hả? Bỏ thế. Ngày mai có like mà em, ngày nào cũng like hết nha. Tối thì ngày nào tối nào cũng like hết á. Bye bye em. Bữa nào chụp like. Xem mình có đồ bá rồi nè. Anh chỉ qua những xanh đó. Đúng rồi. Đi viền kiếm người thôi. Qua đâu anh? Giờ đâu? Chị đại đi, cứ chạy thôi. Chạy chơi vậy thôi. Kiếm địch. Ê, phải không? Có người không? À, chắc không phải rồi. Thấy gì sẽ sáng. Chắc lắm. Bay xuống dưới luôn, bay luôn. Không có địch ta. Vô lý nhỉ. Đến mình đủ hết rồi, đâu có còn cái gì nữa đâu, kia địch bắn thôi. Đây mình đủ luôn 3 hết rồi. Chỉ có giáp thôi, chưa được full 3 thôi. Không thấy luôn em. Thấy giờ chạy theo em. Quá khổ. Ơ cái cây.
Rồi xe kẹt rồi anh ơi. Yeah. Lên mấy cây này vô đây. Thấy cây nhỏ em chả thấy. Giờ mình chỉ cần lít thích thôi nè. Đấy, có người. Gì đấy? Ủa? Cốc lắc à? Nói gì? Cốc lắc à? Đâu có anh. Lên tiếp đây nè. Ừ. Chạy cá, chạy cá, chạy cá, chạy cá. Tự nhiên em chạy gốc kia, tự nhiên nó đứng lại. Giọng như cái cây gì, đứng đây. Nó luôn. Chắc lên để em coi. Đảo đảo kiếm thịt. Hello vợ, vợ chưa ngủ à? Nãy giờ vợ làm gì đó? Tưởng tưởng vợ ngủ chứ. Xe này không xuống dưới đó được chứ. Cứ chạy đi kiếm người thôi. Xuống tưởng hả? Vợ ngủ thôi. Em sợ đứt giòn thôi. Mệt đá. Hả? Rồi kẹt xe rồi nó. Mà chứ không phải hồi nãy giờ đang ngủ à? Mé cục đá ở dưới đồi của người nhanh, nãy nó mới bắn nhau ấy. Tìm được mà. Xuống mình. Thôi vợ ngủ trước đi. Sợ con. Chắc này nó thính đấy. Em thấy mấy đồ. Nó đi lúc thính rồi. Thồ nó nổ gần em phải không? Ừ đúng rồi đó. Ôi thế này xuống là lên khó này. Nó rút xong rồi kìa. Không, à không phải em nhìn nè. Ấy, em đặt cho mình ở đâu mà sao có đứa đạp vậy? Nó chưa dính đa mà em thấy cho mình đạp nó đã nổ rồi. Tiếp đi. Giáp 4 lên. Thôi anh có giáp 4 rồi. Anh có giáp 4 với hai sửa giáp. Ok. Ủa lúc nãy mới bắn đây nhau mà. Đây nha, đây mà tao sao mất tiêu rồi. Đừng xuống bắn máu đi ha, hay là xuống bắn lựu ta. Bắn máu đi. À mai alo đi. Mai alo đi cũng được. Mai alo đi, mốt được kỹ. Ê, đứa nào quật dao. Không có em đâu nha. Mai đi, mai rồi. Hay được nghỉ. Ủa mình mốt chứ, nhưng mà mai là tối mốt. Sáng ngày mốt được nghỉ rồi. Mai là thứ năm, năm làm. Ê. Ê, ở đâu vậy anh? Dưới á, em thấy dưới nhà dưới có đứa mà. Ơ, trên em à. Trên em à. Ơ. Đâu vậy anh? Trên á, không thấy. Không thấy. Anh chịu á. Anh này anh chịu. Trái phải anh. Trái á. Ok. Không thấy nhờ. Không thấy nè. Kìa kìa. Ủa nhưng mà hồi nãy nó bắn giảm thanh mà. Đừng kêu ghi. Ủa khoan, cái thằng này hồi nãy nó bắn giảm thanh mà. Tại sao ủa thằng khác à? Thằng khác đó nè. Ai bắn thì vào nha, ai bắn thì comment rồi vào nha. Ai bắn thì comment nha, không thì mình sẽ ra mình vào luôn nha. Ai mà bắn thì comment lại liền nha, để mình biết nha. Còn không ai comment thì mình vào trận luôn á. Rồi vào đi em, vào nhanh em ơi. À, chết mệt. Ơ, cái gì đấy? Nó không có xuyên mà sao? Bị thằng bắn lên một trận nữa đi. Dạ. Rồi đấy bạn bro nam. Dạ chồng biết rồi, một xíu nữa chồng ngủ. Hôm nay cũng mệt quá. 3 giờ. Sao mấy hôm nay mệt? Bệnh corona.
Hát Nam like cho anh chưa vậy? Bây giờ mọi người like xem quá trời luôn mà không ai like hết. 5 2 1 1 2 3 Hello. Em biết ồn vậy em, gió nữa em. Làm gì biết? Em đang đeo tay phone hả? Không. Không đeo tay phone hả? Bắn loa ngoài hả? Quý cơ cơ. Bắn loa ngoài hả? Vâng. Sao mà vọng vọng khó chịu ta? Khó chịu ta. Alo. Sao nó vọng lại ngược, vọng mic lại vậy? Alo. Thấy như bình thường mà anh đâu có vọng anh. Nghe vọng hai lần. Ừ. Bình thường mà. Làm con. Chưa mở vô toàn phía trước. Em leo ran hả? Hôm qua bi nè. Chơi á, chơi toàn phía trước để em gắm. Hình như còn 5 ngày OB mới anh. Đâu? Sao? 8 tháng 4 mà. 8 tháng 4. OB mới cũng chả quan trọng. Hello con quỷ số 1 nha. Quỷ số C mày. Lúc qua chơi chọn. Đi trước không bị gắn luôn. Cái con quỷ số 1 đi kìa ngang qua bị. Nó chửi em chửi quá trời luôn. Cái con số 1 đi kìa đâu rồi, nó đứng ở sau mình vậy kìa. Sao hả? Hôm qua nó chơi, nó mời vô solo team 2 tự nhiên nó toàn chết trước rồi xong nó hở bắt em gắn mà. Chưa mất dạy. Ôi em có súng anh ơi. Chết anh rồi. Sao anh ngay sớm vậy? Đây mình chưa có. Lên đây có mình á à. Mình thì không? Đó hồi, ê! Mình thì kìa. Lên đi. Luôn. Mình anh còn không sợ mà ba thằng mà sợ. Đi. Ui đi. 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 Trời ơi, lúc đồ nhanh thế nhỉ. Ai lấy AK không? Đâu AK đâu. Nè. Giờ xuống đi, giờ xuống đi. Ủa sao số 1 bị gục vậy số 1? Bà thích short gục là đúng rồi. Sao tội vậy? Em á. Trời ơi, em lên chứ mà sao nó không bắt em sao? Sao bắt thằng Nam chứ? Mày. Chắc thằng ơi. Còn con quỷ. Quỷ số 1 nín đi. Im mồm mày. Mày. Chơi toàn tích trước. Có qua luôn có gì mấy một chết cái thằng cửi kia nó dùng ấy. Nó bà rào chạy sau ấy. Chơi được không?
tao được. Ui. Bày đặt hình xăm nữa. Xong giờ chắc ba mắt đặt ta chốt à. Cái lỗi này là tội nghiệp chứ. Tụi yêu kể tao mày. Đang ăn trái cây. Nói gì vậy anh? Kể nói đi anh. Bê xăm mình cái gì vậy? Cái chậm lên cái mặt. Quỷ đàn ông con dai gì mà ngựa như quỷ. Ít vốn là ít vốn. Ui sô ca. Ít bố này, ít bố này. Gì? Ít bố, ít bố. Bố. Dưới cái bàn ấy. Ôi, chơi ngu rồi. Không bắn AK nữa. Không ơi, nó nhiều ghê. Đèn ông có trai mở, mở ăn chắc cũng ăn hàng lắm. Nó cứ lên đâu nghe, chắc nhiều lắm. Đâu vậy? Cha, bà đang đi tập đá luôn, bỏ xong đi đi tới hiện ngay. Thức gì? Tên nước nào đi? Có nhắm ai không? Không, không lấy nhắm hai. Nhắm hai mới kéo được. Lấy nhắm hai hay là có nhắm hai? Hả? Đưa. Đưa nhắm hai. Có nhắm hai. Ở lúc nãy mới chỉ nhắm bốn bên kia mà. À. Không. Nhắm hai mới kéo tôm được. Nhắm bốn được. Có cái nhắm hai mà không lấy ra được à. Nó kẹt rồi đúng không? Nó kẹt rồi. Lấy không keo không? Bụng keo á. Có trái rồi. Lấy vào đây 6 trái nè. Hello. Thì con quỷ số 1 nó nhục nhã ghê luôn á. Nhục con khỉ. Mày chết rồi. Con 1 nó chết. Chắc còn không là không được. Vì anh kia đứng ngoài bà tường bắn anh. Số 3. Anh biết không? Số 3 nó chết chưa, nó còn mày đập anh. Không được như người ta ghen ăn cúc ở hả? Hả? Nó con quỷ. Ê, sao bị chết nhanh vậy? Bị chết nữa. Vài giây, mười mấy giây nữa là bị chết hả? Tại thằng số 1 á, thằng số 1 á. Em là người đỡ đạn cho nó đó, con quỷ số 1 đó. Sợ chó. Nãy giờ đi lướt đồ, không quan tâm gì mẹ, sợ chó. Tất cả game bẫy mình vô tụi chết nó còn đó nữa. Ông người chó đi. Anh. Bỏ đó cái tội người bị gian nghẹn qua bị người ta chửi má hơn luôn đó. Đến. Thứ gì á? À, má mày là hương xa đi ngủ rồi đó mẹ mày. Cái gì vậy? Tết bị rồi nam nữa hả? Cái gì? Không làm gì chứ không? Cái xe nó ở trên. Cái xe thì chính là chưa. Cái này nó nhiều quá số 1 à. Mày im mồm. Số 1 mồm. Số 1 bà. Kể ra cho. Chứ không. Đâu vậy? Bà
phải tắt mất xuống bộ và tắt nguồn một cái bộ phải tắt. Mày chưa tắt mất ra đâu đẹp mẹ. Rồi thì đã tắt mất con quỷ số 1. Nó xàm quá. Tao vẫn nghe nha mày, mất gì. Cái gì? À, mày vẫn tắt mất được con quỷ đó, cái con quỷ nó ổn nhé. Game sau đi việc á. Dám gì chứ không? Game sau việc với Linh cái mặt vào nha. Còn hết trận đây việc với Linh. Không đáng gì chứ không? Quậy. Nhìn coi, xem cái mặt coi. Ui. Có xe kìa Hùng ơi. Coi chừng nó tung rảnh à. Này Hùng gục này, Hùng gục này. Đáng là có được kêu nào đâu, đáng lắm á. Cho cái thằng ăn ở á. Mày có được kêu nào đâu mà nói. Còn mày lê rồi, lê rồi. Tôi bạn. Yếu. Nóc. Thấy. Nói. Này. Không mày chết cái chùa luôn ơi. Đừng cố cho Hùng mày, không mày cho nó chết mình ơi. Thấy đâu vậy? Bên sau nhà chạy rồi đi. Nó chạy rồi này. Ờ? Hồng ơi, nó trong lều này Hồng ơi. Đó, đó cái tội đó, đâu được kêu nào, đâu lên canh á. Thật lên canh là vậy á. Đó là cái thật lên canh á, ngựa lắm, ngựa lắm. Có gì mà mù mắt không à, một con quỷ, quỷ nè. Để dưới vậy mày. Qua kia lấy đạn sụp gân cơ. Bò vô. Bò vô, đạn, lấy đạn cho chết không đi con quỷ nè. Chết cho tôi đạn. Qua đây cho đạn ha. 7 viên á. Ờ, vậy cũng được rồi. 41 viên là đúng. Đấy đi. Tìm, đúng tìm. Rồi. Bi là nghiệp lắm nha Bi. Bi nghiệp quật à. Bi là Khả Minh nha. Em xem thì cho một like đấy. Anh em cứ vào và không cho mình like nào hết buồn hết. Ôi, đúng rồi. Con vái đặt cho cô gái ấy. Đặt hai chứ. Sao? Chỗ này khó với bò lắm. Tận lấy cong lên. Cong lên bắt đầu ấy. Biết. Sao đâu?
đâu rồi? Hey. Mẹ. Bắn được mà có thể thì những con mình cứ gì. Nó chạy rồi, ối nó chạy nhanh thế. Mình biết bị lát nó chạy mất tiêu rồi. Cái bông kia rồi nhá. Còn bốn trái rồi. Qua đây, qua đây. Lấy đi. Thế là sắp sắp đi rồi đó. Tôi nói gì vậy? Nói xấu đúng không? Nha. Yeah. Nói xấu bi đúng không? Hai. Cô hai đó. Đập phát nó xấu gì? Nó đây con quỷ số 1 nó nhiều chuyện ghê luôn á. Cái đàn ông như đàn bà nghĩ cái mỏ như bà tám bán cá gần nhà mình vậy á. Tao nhìn cái chết tao lên mày. Trời ơi, nó quỷ. Mớp đi đó. Quỷ nè. Thứ dâm đen, dâm đảng. Tao thính thì sao ấy? Nó này nó nhiều quá. Ê, trời ơi, trời. Cái đó đau. Cái bông keo. Hết bom rồi. Hết bom rồi. Đáng. Đáng lắm á. Thứ gì vậy đâu phải thứ ngừ. Thứ cây đó. Nhà cái mồm. Mạng kìa. Mấy em bắn xấu. Xấu rồi. Ở kia mày sao có cộng có 3 điểm ta? Anh Thi còn nhiêu anh Thi? Hả? Vào đây lên. Anh Thi cộng nhiêu? 10 điểm em. 10 điểm. Thọ. Vô lý. Em cộng em với 6 người mà được có cộng 3 điểm mà. Em sống dài anh nữa. Game lát à. Mà em cương kim cương 2 nha. Anh trừ hay cộng? Cộng ơi. Alo. Lại. Em vào Discord xong rồi vào game nó lại bị mất nghe. Mất gì? Mất Discord hay mất game? Mất Discord đó. Vào qua cái chữ Gardena là mất luôn cái Discord luôn. Không nói chuyện được nữa. Nó bị... nào mà có xin vô hoài tại... Có, đang... Có cho Linh cái mập. Cái gì mà thằng nào mà tên là Huyền Thoại gì nữa. Nó xin quay. Em á, lên bạn em á. Hay là tụi nó bắn mình em. Á. Tụi nó bắn ấy. Mày bạn em đâu. Lên mấy nó cứ xin vô ngoài. Cứ vào đó. Game mà không có chuyện được cay vãi. Chà, em giết ơi. Nên nó xin vô. Lên. Tặng bông cho không khí kìa. Nó tặng bông cho ai? Chả với ai. Tặng bông không khí. Giờ là đến chuỗi ngày tập 1 rồi nè. Mấy chuyện mới nghĩ gì? Giờ mấy tay ồn mày nữa nè. Có nào? Em không có bộ.
chưa vô. Kích hoạt thợ sang xong thì nói. Rồi. Không chơi nữa. Ghê thế. Anh em xem thì cho mình một like nha, cho mình một like nha. Đó một thì cho một lượt tim nha, chia sẻ nha. Anh em nghĩ là lia khỏi cổng trời không? Anh em nghĩ là mình lia khỏi cổng trời này không? Sống ra khỏi cổng trời không anh em? Không cần lia đâu nè. Không có ai á. Cổng trời không có ai. Nó thấy, nó thấy anh Huy nhảy ở đây là nó sợ rồi, né ra liền anh em ạ. Boss mà. Có thằng này. Sao không thằng nào dám nhảy cổng trời? Lên cái mập sao mít ồn ồn vậy ta? Cái mập có gió phải không? Việc thì có tiếng ồn đúng không? Vắng sao? Nhậu. Em này... xuống nhà dưới đó mà. Cái kiểu này thì sao mà bắn được thêm một hai trận nữa rồi? Anh chém kiếm á. Nhảy ra cửa. Ok, xin chào 8 anh em đang xem like nha. 8 anh em đang xem thì cho mọi người cho mình một like đi. Đó là một động lực á. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Vô đắp lên xe ngồi. Thôi được rồi, nhỏ rồi, không có to lắm đâu. Sao đâu, cần phải vô W đâu. W thuê ngồi. Thôi, vô W. Mít lên cái mập đâu? Hả? Mở mít lên. Bắn mà không mít nó cứ hở hở. Mà bê nè, ai cần không? Ê, ê, có đứa nào ở gần nè. Định mình, định mình. Ôi, cover me. Ok, ok, em đang lên lên. Em bực. Em tóc đầu lên đây. Thằng nào đâu? Nghe tiếng, nghe tiếng mà. Không là đứa nào bật lo ngoài à. Đây nè. Người hàng rào nè. Có vợ thì anh hai cái súng xa. Hai người tới rồi, ba người tới rồi. Đừng ngon ạ. Đậu sao nó chạy vậy? Nè. Đâu vậy anh? Tin cái mập. Rồi ok. Gồm rồi, cứu đây. Cái gì? Sao? Tiếng lộn. Đâu. Nghe tiếng mà anh em. Để đinh này giục tay vậy. Tem nó lại nha, từ từ mà bắn hay là. Ai bắn AK không? Không nó ơi. 249. Bắn hai cây xa luôn nha, anh bắn cái tầm xa hết luôn á. Đó cây sạc đinh. Có cây mà về nằm ra không lượm. Ồ. Bắn hai cây xa luôn rồi. Trời ơi, anh chơi lầy dưới anh. Kìa, có đứa công tới cà đầu quỷ à. Ở chỗ nào? Hướng. Nhà nhiều lỗ. Bên phải nha, nhà nhiều lỗ bên phải. Từ. Bẻ sần đó nè. Nó có sần ấy. Nó có sần nha anh. Nó ăn cam ấy. Ba tuồng. Lên. Em chọi cái bom rồi. Ngay. Nó chưa lên. Nó chạy rồi. Vậy nó chạy sao? Về mẹ. Yếu rồi. Lên. AK kìa, nhắm 4 nè. Mẹ ơi, chạy kết quá anh ơi. Ủa, thật gương của em hả? Thôi anh lại cho em cái... Đó. Đại cơ liên đi. Thôi đó, lấy lại đi. Quên mang râu ra rồi. Đậu xanh. Cầm cờ la đi, đắm người cũng chết. Đi nè. Là đã bé sợ một đứa. Ăn nhau còn sân nữa. Khung này chưa lướt nè.
dấu chấm đỏ em tưởng tưởng địch bắn chứ. Về corona đâu ra vậy? Ai bị corona vậy? Bị corona hả Việt? Lát bị co. Ra đây không có ai nha, không có ai kìa. Đi xuống thắng hồ này. Ok, đi. Giờ này chết biến cò, không chạy đâu đâu. Ở dưới có xe cả. Ê, ê, xe hai chỗ, lộn xe kia kia vậy. Ở đâu vậy? Nhà lo. Cái cục điện. Trời ơi, này. Dao nó dao cái X4 kìa, hai cái X4. Dao chết trước đúng rồi. Để skin anh. Thôi có rồi, 2 nhóm 4 luôn, có rồi em ơi. Ôi, thằng này nó giàu lắm nè. Anh có 9 máu lần, ai lấy máu không? Em 10 máu lần. Em lấy 1 máu thôi. Ừ, cho 2 bình nè. Xin. Nãy nó đi qua cái đường chuyển cơ khí cho anh. Em nó chuyển cơ khí rồi nè. Đâu đường bay này hả? Thung lũng á em. Không, em nó nãy nó đi thung lũng ơi, đi lên trên núi này nè, có người trên á. Kìa có xác trước mặt kìa, thấy không? Thấy. Chuyển cơ khí là hướng xe bao rồi, không nó đi qua hướng này nè. Đi lên đây nè, lên hướng này nè. Lên cái mé mà tụi nó đi lên cây mình hay nhảy á, đài quan sát á, cái mé trên đó. Chết. Sát nó không có đạn à. Có AK với sự cường hai viên à. Ờ. Chắc niên này chắc nhảy không lũng mà đông quá nó chạy vậy nó té rồi. Nó chết đó. Lệnh khâm thử. Đi ngược kìa làng gớm đồ nè, đi lên nè. Ờ làng thông, làng gớm nè, làng thông nè, đúng rồi, đi mấy làng thông rồi ra làng gớm nè. Thường thường tụi nó hay nhảy cái, thường thường tụi nó hay nhảy cái mấy đó nhiều quá. Làng thông không có ai là cái chắc, nhưng mà ở cái khu này chuẩn bị có người tới. Cái tâm lý nếu mà nó nhảy được cái khúc đường bo đằng đó. Hello anh em nha, anh em xem thì cho một like nha. Đúng rồi, nó qua đài quan sát. Phải không? Kìa, có đồ bay à. Kìa. Đấy, thì bây giờ đài quan sát là nó sẽ bắn ngược lại bên tay trái mình. Nhìn vào đài quan sát tay trái. Nó bắn rồi, nó bắn rồi. Hồi nãy em mở lên cái nhắm đỏ mà ra. Nó mới bắn. Không, đâu có ai đâu. Chưa bắn mà. Nãy có người mới bắn mà. Có người. Nhà gỗ, nhà thì gỗ. Thì ư. Nãy có người nó bắn mà. Vô nhà lờ, nãy có người nó bắn lên cầu rồi. Cái hồng luôn hồng. Việc chạy tới cover đi, hồng nó chết á. Mày. Ở trên nhà lờ có người hết. Đúng rồi. Ơ đằng sau nữa kìa. Ôi trời chết chết. Nó chạy sau lưng nhà lờ cái hồng. Ok em biết mà. Hai đứa nha anh. Có đứa gần mình nè. Kêu không kêu à? Cứu. Ơ đâu vậy? Đậu xanh. Trên nhà lờ. Ở trên cái cầu quá. Nó gạt luôn. Thấy ơ, có thằng bắn lên cầu mà. Kìa có đứa lên nè. Ba, có ba kêu lên. Trên đội anh. Nó không cho, ít ra dưới. Nó chạy xuống dưới rồi.
Kia đánh bắn anh. Trên đầu à. Thằng kia đánh. Thằng con kia bot, đánh con bot, đồ. Con bot, con bot. Đánh kia. Con bot, con bot. Giết nó, giết nó, giết nó. Rồi rồi, bơm máu đi, bơm máu đi, bơm máu đi, bơm máu đi. Bơm máu đi. Đủ bắn đi, bắn đi. Một là bơm, hai là bắn chứ đứng làm chi vậy? Đứng là bơm. Và nó một là bơm máu, hai là bắn chứ sao sao lại đứng đó nhìn nó, nhìn nó di chuyển. Và nó sao thì xem nó đi trên lầu. Là em tưởng không có. Thì lúc lúc đó còn một thằng trên lầu nữa. Cứ tưởng là một nó chạy trên nhà là một thằng dưới nhà gỗ. Bởi vậy anh chết đi là toàn tìm. Ba hồi nãy nó bắn chết quá. Khỏi cover anh bắn cho. Trời ơi. Chết chết thì sao mà được. Đi rồi hả? Cái trận này trận sau chơi trực chiến anh. Bắn nữa không vậy? Vô đi anh ơi. Nó làm tẹp xuống chứ. Ừ. Để nó xuống trước á. Sao nó nhảy nhanh thế nhở? Nhanh gì chờ em á chứ nhanh gì. À, một thằng lên nóc kìa. Chết cha. À ha, sạch đình. Thôi gì coi. Thằng nào trên đầu ấy, trên lầu ấy. Ơ à. Bắn ai? Ơ à, cứu, cứu. What the fuck? Nó dí ngu não xanh. Mà dí tên là dí từng gốc. Ba đứa ở dưới nha. Vô gặp thằng kia cầm sọc gôn nữa chứ. Vô gặp ngay cái thằng cầm sọc gôn. Em thấy thằng kia em đi. Em tưởng không có ai chứ em lên nhặt. Lâm chứ không kịp, không tới. Ở dưới anh ấy. Anh ấy đang đi từ từ. Nó gần nha anh. Chỉ có 3 đứa thôi đó anh. Hay là một tem gì á. Còn tìm cho mình nhiều. Mà liệu 1 cân 4 có được không nè? Cái này là phải lắm. Chị sấy, chị sấy. Chị con dí lên, dí lên. Nó dí vậy, thôi kìa. Thôi. Ghê, rớt rồi. Chuyển cái kênh này. Cô, lên đi anh, lên một đứa nóc vậy.
Từ đổi súng cái đã. Nó cứu rồi. Ui. Hên thôi nha. Thằng nó bắn súng luôn. Hên thôi cưng ạ. Chơi mà. Hay nó chơi nó mà chứ chạy được mà, chơi nó chứ. Nếu nãy pha đó thằng đó nó bắn hụt mình là nó chết đúng không? Là còn hai thằng kia tiếp. Cố gắng là lấy highlight thôi. Cố gắng bắn kiểu ấy thôi mà. Xui nhỉ. Qua đó highlight hay khó đó nè. Nó cầm sợi gân không ấy? Cầm sợi gân, pha đó nó cầm sợi gân thôi ấy. Thằng kia mà rớt xuống dưới là gạt nó luôn. Nãy em phê cho nó. Trận này xong trận tự chiến nữa nghỉ. Buông đầu một tuổi. Cũng chơi luôn. Đồng hồ nè. Cũng trời có đông người bằng thách đồng hồ không? Sợ không có người thôi. Ồ, cũng chơi. Ít người nè. Ủa, một team. Có team thôi nè. Ờ, có team. Ráng ly team nó đi lên cổng trời. Team. Team đó ly là mình bắt khu nè. Hai tem nha. Ba tem. Cái gì thế? Ba tem. Phải không? Trời, kiếm khu nhà dưới này. Nào cứ anh em đi. Nó một. Mày bắn. Con. Gẹo đi anh. Không cho để trứng nè. Bắn ra là gẹo. Rồi. Anh chết. Gạt được có đứa à, giết được đứa. Hai cái tầm xa đậu xanh. Hay nhỉ. Nó cầm xịt đinh. Anh cầm xuống tầm xa. Chả có khu nào đồ nữa ta. Khu nào cũng nghèo như khu nào. Thằng nào cầm vé đúng mày ơi. Nó cầm vé. Ây, gặp luôn. Xác định luôn. Đó kìa, bắn nó đây. Thôi té rồi. Tôi cầm một bên xa đảo xanh. Ấy là anh đang solo với hai hàng vậy. Hay quá, solo kill. Mày giết tao rồi con. Anh lên đây, có lên lên đây. Solo kill. Lên đây bị bắn. Anh lên. Bắn lên cái mặt ơi. Mày giết tao rồi con. Anh lên, lên. Không, không. Wow. Wow. Cái gì? Ơ, đứa này. Đứa. Nói. Anh ơi. Ui. Chính đi sợ cái ngạch nào. Em nữa là được qua highlight rồi. Chạy rồi. Em nữa hai đứa. Thằng kia cầm súng hai viên bắn. Nên cái mập chạy đám đuối rồi.
tự nhiên một đứa nó vô, vô xong một đứa nóc thằng kia, đứa vô, vô xong nóc thằng khác vô tiếp, rồi ba đứa vô chung một lượt. Ở xe mắt em phải cái xe vượt này. Em thấy mắt cây cắt rồi. Sao thấy chúng anh ấy vẫn còn cái pha má cái lồng cây cá mập rồi à? Ghim lát vậy. Cái gì? Nó bị lỗi mà. Đi nháp cả lên. Ở ngoài ấy. Nè ừ, bây game thủ bệnh viện hả? Em mà bê bắt bê game thủ bệnh viện hả? Thế là Linh đã bắn cây VS một lần nữa. Chứ cây hết đạn rồi. VS em thấy chứ cây hết đạn rồi. Âu tu vô chảo luôn. Mở bề nghiêm thủ tần sát thường. Tần sát thường hiệp, lấy thêm một cái phụ kiện của cây VS nữa đi. Bút đam lên. Linh biết bút đam không? Vô cái thích nên nó vô thì nó lên rồi không lên thôi. Nó ba hồi vậy đó. Chứ đôi khi thì nó lên, đôi khi nó thèm lên. Tích cực kệ bo. Vận may sẽ đến. 19 toàn 50 không mà. Đúng là mà hả đó. 9 toàn 50 hết mà. Giờ này anh sửa. Trời ơi, lên lát. Làm gì mẹ? Chuyên khoa ai ăn? Nhậu. Mình nên cầm sóng điện chứ vậy Linh. Giờ này gà đâu ra mấy? Giờ này gà đâu mấy ta? Gà bên nhà Linh cái mập gáy ra đâu? Không phải. Đúng không? Phải, lúc nãy giờ em đâu nghe gáy đâu. Em có nghe gáy mà. Họ có lại gì? Từ hồi ra sụt gôn 2 viên tới giờ bỏ MB không thèm bắn MB luôn. Giờ bắn MB lại mù mắt luôn. Thôi đúng rồi. Lúc từ hồi bạn bỏ thì bỏ MB bắn MB đúng luôn luôn. Em không biết bắn một bơi luôn. Chuẩn bị ngày mai là được cách ly toàn xã hội mà. Cách ly đâu này? Toàn Việt Nam. Chúng em đâu cách ly đâu anh? Đâu đây, không có gì đâu anh. Em lên TV ấy, em coi thông báo toàn Việt Nam. Mà từ câu vậy? Mẹ em không có ăn, mẹ em không có mua đồ ăn gì luôn ấy. Về còn đó. Hôm nay người ta đi mua đồ ăn quá trời luôn. Mua còn hơn cả đi mua đồ đi Tết, mua đồ ăn Tết nữa. Nhà ngoài em có bán quán cho ăn mì. Nhưng mà nhà anh đâu có mua gì đâu, nhà anh bình thường. Nhà anh vẫn đi làm. Mà cái phà hồi nãy thằng đi hầm mà em đi tới á, là nó bắn em gục. Em đi lui là em bắn nó gục. Thôi càng bắn càng ve.
nó bắn lòn đi chụp lui không? Nó tới em chụp. Cách ly tại xã hội. Mới học mấy kỹ năng né đạn nữa. Mấy hàng bắn thằng gun là bắn là thấy viên đầu là chính mình là như sao mình chụp lại hết. Cầm vào bên đây xây. Mày mà coi mấy đứa nào bắn cái shotgun ấy là y như là cái shotgun nó bắn 4 viên vậy. Mình bắn thì có 2 viên xong mấy cái kia 4 viên cái viên không. Tại cái tiếng đạn của nó, tại cái shotgun 2 viên là trong đạn nó có là 10 viên bi trong giống, nó bắn ra một lần 10 viên. Nhìn kỹ vào đạn nó bắn nhìn kỹ đạn á. Có mấy cái pha còn mấy cái trên kênh YouTube đó, thấy đạn bay luôn á, bao nhiêu đạn viên luôn. Bao chị bo. Tích cực chạy bo, sắp bọt xe đánh. Hình như là bắn cái đạn sạc cưng á, lúc mà bắn xong đổi súng á, hình như cái dạng như nó tự động nạp đạn lại, cái dạng vậy á. Có cái cách bung kiểu... Hả? Có hết á, mình tự nạp đạn vậy sao, nó tự nạp đạn cho mình á. Không biết là hình như có cái cách bung á. Thế là... Tự nhiên cái Discord của em vừa vào game là mất luôn cái cuộc nói chuyện cây vãi cái chữ. À dạ, sao xa vậy? Cái đó nó có bị gì không anh ơi? Không, nó bị lỗi vậy. Phải cái chữ. Hỏi cái game chờ. Cái game biết là nó tắt mắt cái game. Hả? Dạ đấy. Hả? Trời con sao chán luôn. Trời ơi, bo sao quá xa. Nâng cái mũ hả? Nâng mũ anh. Cái này mang con Kelly vô chạy bo. Đây Kelly đây. Cấp 5. Em yêu văn phò. Phò nữa. Phiền văn phò. Đem theo con sư xếp nữa. Trời con bo chạy bo. Tại hai con bo chạy lắm. Nhìn là biết là chạy bo chuyên nghiệp rồi. Đem theo con Alok nữa chỗ. Không đem hai tô luôn rồi. Có ai cho tôi, không đem hai cho tôi. Không đem con bo lô ba là con ấy luôn. Đem ra luôn rồi. Buộc nhân vật vô ta. Vô ta kết hợp với Alok là bắn là bá luôn. Leo bát nè. Con gấu chút á. Con gấu chút bánh đa. Lên đây. Mẫu. Chạy à? Chạy luôn chết thôi. Đi chết kia lên gì. Chạy rồi. Bò ba máu lên đây, bò lẹ lên đây. Cái bó lẻ đi đây. Đang đi bị khó đó. Đem khó nó không có tác dụng gì ta. Bao bao máu vẫn mất bao máu. Nó giật máu lâu hơn. Thế vậy chứ máu giật lâu nó giật lâu. Con phò là con gì?
Alo quá hả? À phò, phò giảm giảm giá trị đồng bo. À. Con phò mua mua. Cái anh phò đó. Chuyên gia chơi phò luôn, không mấy gì chuyện không được. Phiền vân phò. Nhìn bán phò luôn mà. Con nó đẹp lắm anh, nó da đen anh. Cái con mà nó đấm đấm, nó nhảy lên đấm đấm anh, à. Da đen anh biết không? Cái thằng quyền la sớt nó hay đó. Chơi á. Con nó đẹp nhất trong Free Fire đấy. Nhìn nó dơ dơ ẩn bẩn vậy. Mạnh mẽ. Cái con nó bữa đó em mặc nguyên bộ đồ tối hồng ghê thơ kìa, trời ơi nhìn. Nó đen mà bộ đồ tối hồng vô nhìn nó đẹp. Mình nghĩ khuyên không mắt. Cắm bốn cái sừng lên đầu. Ui, nhậm thanh. Xuống. Ui. bên phải. Ui giời, từ. Bên phải có bắn nhau kìa. Em không nhìn bên đó, nó bắn lên. Từ đây xuống. Thế là nó đang cầm xuống. Nó đang cầm cái shotgun. Nhảy lên bắn nó. Liệu này có chết. Hai gì thế anh ơi. Hả? Ôi. Anh thấy cái gì đó anh ơi. Có chế bom không? Nó bị nóc rồi. Hai thằng. Kia bắn cái kia đấy. Rồi nhảy lên. Mười bên ba mì. Rồi chết. Ở trên bắn nữa kìa. Mười bên ba mì mà. Nó đồng quá. Rồi. Để bắn nữa. Nè. Cộng không. Đồng quá. Nhiều hơn quá. Chơi đi, chơi chế độ đặt bom nè. Em mới mua điện thoại mới, em là ai? Bắn thứ phía hết. Như nhà đa, như mà như chơi. Ở dưới thì... Mà chơi tha hồ. Tối mai chơi tha hồ. Tay. Tối mai. Tưởng ngày mai chơi tha hồ. Anh đi làm. Anh đi làm đâu có được, đâu có nghỉ ấy đâu. Rồi đó nó cho cái VSS luôn vậy. Mình là cảnh sát hay là ăn cướp? Mình là ăn cướp. Thì đặt bom đi. Mình là đặt kiểu cả bom. Mình là cửa bom. Xe bát. Cứu được nè, lên cái mập ơi. Bắn đi. Lấy quá. Bắn lấy quá. Giật lấy quá. Anh đâu. Đó là bay chặt đi. Né hai đứa. Cứu được. Cứu em đi ơi. Cứu lên. Anh đi bắn. Thế là một nóng. Cứu. Anh cứu. Trên đầu có hai đứa. Nó lộn ba đứa. Làm rồi bình luận cho. Anh Thi chơi bơm trong không khí. À. Có người đó. Ghi. Răng quỳnh khu A rồi. Nào đọc mình nè. Em nào đọc. Bơm nè. Thua. Cứu. Bỏ anh đi. Nó kìa. Dạ cầm sờ bát. Thế là rồi trong cái tê băng. Quyền tem nó luôn cả. Tịnh mà. Tịnh này kệ nó. Mấy con bot. Nó sẽ không nói xuống được. À đây. Đè đầu nó giết. Đè cổ nó giết.
Mày thề cái thằng mà chặt chặt bát chứ. Ta mình đang con lên. Và có là một đứa đang canh. Ê, ê kìa. Cháy nó nghe, nó cháy rồi. Ê, em đã bị cháy. Không thấy đường. Hết mi, không thấy đường. Trời ơi, chó chạy về không? Mày chán là mình đạo một con láo với tao. Láo, láo, ê, yếu rồi, yếu rồi, chim ơi. Để chim ơi, chim ơi, rồi cũng rồi. Láo. Đâu anh? Kìa kìa. Ơ, yếu anh, một hai viên rồi, hai viên rồi. Thằng nó đang chơi ấy. Bể mũ luôn á. Đang chơi đây, bắn pha mát cho nè. Hết nhớ em ta. Không phải anh không có nhớ, lâu rồi tụi em có vào live anh đâu, anh không có nhớ. Sorry nha. Anh tưởng tụi em, cho anh một like đi, anh tưởng tụi em bỏ anh rồi. Đặt bom kìa em. Em giữ bom đây. Cố về đặt bom. Trời ơi anh cho nó cái đầu rồi mà em. Ồ nó bắn ghê vậy. Gục một. Ê cha, đau quá anh nhớ. Cứu được nè em ơi. Có chẳng luôn có rồi. Thôi chụp viên vô đầu 47 47 47 47 47 không. Má hằng nhẹ cầm phát không trời tay. Ơi đẩy lên đầu xíu lên cái mập bắn luôn. Ê con ơi nó bơm máu kìa em. Anh bơm máu á cứ sao bắn kêu ông cứu anh lên bắn ấy là lên còn ba đứa ấy là còn hai đứa sau nó chết đó thì sau nó chết mà thế là anh lên đã chết. Em nó đâu em trước em giữ bom em giữ bom. Hello bạn trẻ. Ai đúng không vậy? Biết tụi lái, biết tụi lái. Sao mày đuổi được tao? Nè nó bắn bẫy mũ không gọi mày. Ấu xanh. Đâu thế? Ta kìa đâu bắn viên một năm trời. Đúng tao à. Kiểu tâm nó bắn 14 kiểu kiểu tâm mắc cười vãi. Đâu vậy? Nó ở dưới, nó ở dưới. Có kéo quá. Ui trời. Cái ngoài nó không biết cái lỗ đó mà. Nguyên nguyên đoàn. Thằng nào cầm bom đi. Ê không cầm bom mà đây cầm đi qua khu A với dễ đạt ăn sao đưa đưa em đây đưa anh em đi thẳng tới là anh có chữ đặt bom là anh đặt anh huy dùng ra cho bom đi vô đây anh huy thế là tao đưa em cho bom đi em cho bom đi đưa em cho bom. Mình đã cứu được một đứa, cái đội một không người. Thấy. Đi chứ bom. Không có thấy bom. Tháo cầm tay. Tay với anh Thiên. Có thấy bom mà. Nó yếu rồi, nó yếu rồi, nó yếu rồi, nó yếu rồi. Sao nó vẫn còn đông dưới trời. Thế rồi. Nó kiếm đầu á. Mấy người này nó cầm 14 kiếm nào kìa. Chơi quá rồi. Nồi đứng làm hành động ghê. Nó chó thế. Ê cứu cứu. Rồi cứu nồi đi.
chết sống. Nào. Một. Nào mà mày. Hai. Gục hai. Coi chừng thua, giết giết luôn đi, giết một thằng cuối luôn đi. Hay. Hello Phạm Minh. Lực kêu anh em. Lực kêu. Lực kêu. Có khi lực kêu sao? Hai điều, hai ba rồi. Hai điều bơm. Tìm nó mà. Bên kia. Mấy con quân tới mình nhanh. Mày cầm cái màu 14 mà con. Không kéo tâm được mà cầm. Mày tụi gì bắn lại tao. Ủa bên em ơi. Nó ở đâu? Quý. Ờ qua cô bên thôi ơi. Cô bên. Nó ở trong nhà. Nó không đặt bom, thằng ngu. Nó có đặt kịp đâu. Nó đang định nhảy lên bom keo để nó đặt á. Yếu rồi mình đã lộn rồi anh lên đây yếu rồi. Mày bắn này. Bắn nó lên. Ba đều rồi. Lực keo. Em khá được. Ơ? Ôi! Hết sọt! Ôi! Chết! Bắn đây ông ơi! Ôi! Mù hết cả mắt! Chết rồi! Thua rồi! Không có kêu được rồi! Không ba đều thua. Bom chơi chiến. Em nó hết sọt kìa quá. Em cầm một bóng. Em nó dứt tầm quá trời. Bắn này buồn quá. Trời, vẫn trò chuyện nữa người em thôi. Hai AK đỏ, một MB vàng. Nhìn hát mẹ. Hát mẹ. Đấy. Đây, anh đây. Từ từ mà, từ từ đi, nhanh đi. Sao tem mình. Trông nói.
mày nhảy hả? Sao lên. À, nó đập. Từ từ. Vậy nó đâm á, chạy ra bo đi. Đâm á. Chạy ra bo lên đây. Thằng đó nó dí theo là tự đi. Thằng nồi đứng cái khỉ tao, mày nhớ mặt tao á, con chó. Từ từ cái nữa đi. Để nhanh đi. Thằng dí theo chứ nó. Đây, nhanh đi. Nó đòi bắn chứ, đi giết thì nó bắn. Mày nó bắn. Có thể ai chết trước? Em là người xuống dai. Xuống dai hiện tại. Thôi em lấy chú y gốc lá rồi nữa. Đúng rồi, nhảy vô kia gốc lá á. Nhảy vô kia gốc lá đó, chạy hay mắc cười. Đứng nó kè khỉ nó. Hey, thằng kia. Đây, đây. Đây. Đến làm gì vậy? Bên chui vô gốc lá. Nó chui đấy. Hello. Yeah. Nam xem cho anh một like thì bắn nó đi. Giết thì nhanh. Em ơi. Mình đi ngủ rồi. Nó chui rồi. Sợ mày này nó dí tận góc tận nơi luôn. Khi vào nó biết chui á, mày nó biết chui á. Đây đau quá. Nè em qua khẽ. Khẽ nó dí. Đây mình đi lên thải hết đi. Ai đi trên em đi chứ. Wow. Bắt tôi lại. Bắt tôi lại. Ờ nó đừng bắn tao. Lên nó quá yếu rồi. Ai cứu em lên. Ủa sao tên nó ba đứa bốn đứa ở chỗ anh mà sao lại nó lại chạy ra hướng đó hết rồi. Chợ đố mày bắt được tao. Có máu kìa. Nó đã yếu rồi đó. Con nhỏ đã còn hàng yếu rồi. Con nhỏ này đâu ra vậy? Sau lưng kìa. Chết sợ một cách à. À đau đau à, đau. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Đừng bắn em. Đập nó bắn ba giáp luôn. Bắn đi. Trời. Cho em nó bắn mấy. Mặt cái giáp bụng tiêu. Em nằm xuống một phát là nó hiểu ngay. Nó nói ủa đang bắn mà sao đâu mất tiêu rồi. Hai nè mọi người ơi. Em 13 chứ không kêu nha. Ba nát này nó cứ cầm súng thay viên luôn. Nó cầm súng chuyện sau lên, thì nghe bắn nó. Chuyện sau ra góc đi em bung cho. Ui Ui. Mày đấm nè. Mày đây. Nó bắn xuống. Ui trời. Dưới đây anh ơi. Thua. Cái nó bắn tốc độ bắn nó tăng lên đó. Nó bắn nhanh á. Cứu được. Nó đang cao. Rồi.
Nên cái mập cover kìa. Nên cái mập ơi, nó đang cứu nè, nên cái mập ơi, nó đang cứu nè, chỗ này nè, lên chỗ anh nè, lên ơi. Bắn này, bắn chỗ anh này, bắn vô cái mông anh này lên, bắn vô cái mông anh. Ôi giời ơi, lên sao anh bắn rồi lên. Bắn đi, bắn đi. Kìa nó công tới thằng này xung dữ vậy. Cái thằng cầm súng 5 viên á, cầm 1014 tăng tốc độ bắn á. Thằng nó biết súng. Rồi bắn hả? Đó. Pha này là vỡ đầu. Thôi nó súng. Nó bắn tốc độ bắn lắm à. Thấy anh ấy vẫn còn đầy. Trời. Tấn công như đúng rồi. Cho trả bông kèo. Cái trái này nha. 13 trái. 13 trái còn 1 trái. Chết rồi thì còn đâu ăn kèo nữa. Xé vô đây, đi chung đây, đi chung đây, đi chung đây, đi chung đây. Tao đừng bắn. Một nha. Định mà mày cứu đi, mày cứu đi. Cứu đi, cứu đi. Nhìn pha tao hay là. Cứu em ơi, cứu em ơi. Cứu anh em ơi. Nhất mà anh kia bắn ra gà anh ơi. Tập 1 anh ơi. Ê lộn chưa tập 1 anh ơi. Đâu bạn ơi, đâu bạn ơi. Từ từ đi thôi bạn ơi. Nó cầm tầm xa không anh. Nó đồng trước rồi cho nó nhà kìa. Nó nhảy xuống, bắn, đậu kia ra. Không đặt, ơ bắn kia ra, ơ không đặt. Hai bom kêu rồi, còn có hai quả hả? Đặt bom là chết. Yêu anh ơi, một gì? Yêu mọi người ơi. Anh ơi, đừng nhục anh ơi, nhục. Ê, nó xong kêu. Nhục anh ơi. Nó cũng kêu mới rồi. Nhục anh ơi, chết là nhục lắm anh ơi. Miên, chó ngày tao. Nè bông keo nè, anh có quá trời bông keo rồi nè. Nè anh mua cho mũ 2 nè. Keo này dục ra nè, chia đạn nè. Keo này chia ra, chia ra. Chia ra, chia ra nè, nè. Đó, đó, nè là chia chia cho là mỗi người nè, đó. Lấy xài đi, chia cho đó, đó chia đó. Rồi ok chưa? Hỏi đi. Góc gì tầm này? Lấy ra góc đi nha, em ngáy rồi cho. Lấy sao không ra góc? Không, ý là lấy bông keo để chia cho tem thôi. Ok nó. Anh không công nữa đâu, tụi em bắn đi. Công anh chết rồi lấy hai gánh. Lát anh ra góc đi anh ơi. Anh ơi, nó cho em anh ơi. Hai đứa anh ơi. Định mà anh này. Đông anh ơi. Định mà anh này. Một yếu anh ơi. Đông anh ơi. Một anh ơi. Hai gần đi. Bạn trẻ. Chưa ai vậy? Hello, dạ hello. Lát ra ngoài em cọc, em cứu, hello, em bùng anh ơi. Công lên anh ơi, trả sổ con nữa anh ơi. Chạy anh ơi, nó chạy xuống dưới rồi anh ơi, không có ở đây. Chạy đâu rồi? Mai là chơi em ơi, tối đi nghỉ em ơi. Mai bắn tiếp nha, mai bắn tiếp. Ra góc. Nhanh lên. Ra góc. Mọi người ơi, ra góc. Anh ơi. Góc anh ơi. Góc. Ra góc. Thôi được rồi, không cần đâu. Rồi. Đó. 24 trái bông kiều. Mấy nãy 32 bông keo, giờ em còn 26 bông keo. Sáng không em ơi, anh chơi buổi chiều em ơi, chiều tối em ơi. Ê,
tối nha. Anh chơi chiều tối chứ sáng anh không chơi đâu. Chơi một thằng này. Yếu rồi. Công đi. Định ớ ai cả em ấy. Đại san. Trên này nó chờ bóng xuống nè. Chặn nó lại anh ơi, phá một kêu anh ơi, anh ơi. Bắn đi. Bắn đi. Chết nha mày. Đây, chết rồi. Dồn nó chút xíu thôi mà. Anh chơi buổi chiều tối á em. Không có giờ 30 tối nha. Giờ anh phải ngủ. Sáng 6 giờ anh phải dậy đi làm rồi. Sáng 6 giờ phải dậy đi phụ hồ. Ok. Đó giờ sáng anh phải dậy đi phụ hồ rồi. Bye bye mọi người nha. Không em ơi. Mai nha, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Giờ anh ngủ 6 giờ rưỡi anh phải dậy phụ hồ. 6 giờ anh phải dậy đi phụ hồ rồi nha. Bye bye mọi người nha. Đóng chào. Ok, bye bye. Chơi nữ không anh em học. Mai em ơi, ngày mai nha, bye bye nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha, bye bye. Nhớ theo dõi kênh nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha mọi người. Ok, chúc mọi người ngủ ngon.